Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 2 tháng 2 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 51. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt. Con đến trước tòa nữ vương uy quyền, dâng hồn dâng xác dâng cõi lòng yêu mến, phó chót nơi mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên. Hỡi Maria, xin mẹ nhận lấy tấm thân xác hồn con đến hiến dâng, quyết chi thanh hóa nhờ mẹ với mẹ, vững chi chiến đấu vì mẹ trong mẹ, nước mẹ thống trị chiến sĩ lên đường mới, xây đất vinh quang nước cha muôn đời. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 2 từ câu 22 đến câu 40. Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem người lên Jerusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong lề luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa, và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong luật Chúa, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu con. Và ở Jerusalem có một người tên là Simeon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa và đang đợi chờ niềm an ủi của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng ông sẽ không chết trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Chúa Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa người đến để thi hành cho người những tục lệ của lề luật. Ông bồng người trên tay mình và chúc tụng Chúa rằng: lạy Chúa, giờ đây xin Chúa để tôi tớ Chúa ra đi bình an, theo như lời Chúa đã phán, vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng chiếu soi các lương dân và vinh quang của Israel dân Chúa. Cha mẹ người đều kinh ngạc về những điều đã nói về người. Simeon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ người rằng: đây trẻ này được đặt lên khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ. Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Ase, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi thủ tiết cho đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. 9 giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel. Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa thì trở lại xứ Galilea, về thành mình là Nazareth. Và con trẻ lớn lên thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng người.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hành tích thánh tử đạo Andre Trần Văn Trong, người ta thấy nổi bật lên chân dung của một bà mẹ. Đi bên cạnh con, bà không những không khóc, mà còn can đảm bình tĩnh khuyên con hãy bền chí cho đến cùng. Khi đầu vị chứng nhân rơi xuống đất, bà mạnh dạn bước vào pháp trường, kêu lớn tiếng trước mặt các quan: "Đây là đứa con trai duy nhất của tôi, đứa con mà tôi đã cưu mang dưỡng dục. Bây giờ dù chết, thì nó vẫn là con tôi. Xin các ông trả lại cái đầu của con tôi." Nói xong, bà mở rộng vạt áo, bọc lấy thụ cắp đẫm máu của người con yêu quý, rồi đem về nhà mai táng. Bà mẹ của Thánh Andre Trần Văn Trong đầy hào hùng và khí tiết trên đây chính là hình ảnh của Đức Maria mà Tin Mừng đã nhắc đến hôm nay. Cụ già Simeon đã tiên báo một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Đức Mẹ để tâm tư nhiều người được tỏ lộ. Và lời tiên báo đó đã được thể hiện trong từng ngày sống của Đức Mẹ, và rõ nét nhất khi Đức Mẹ đứng dưới chân cây thập tự. Cũng như mẹ Maria, những bậc làm cha mẹ cũng đã dâng hiến con cái mình lên Thiên Chúa qua bí tích rửa tội. Và kể từ ngày đó, ngoài trách nhiệm nuôi dưỡng về phần xác, họ còn có trách nhiệm lo lắng cho con cái về phần hồn. Đó là những hy sinh trong việc nêu gương và dạy dỗ con cái đi vào nẻo chính đường ngay. Lạy Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, xin Chúa ban cho các bậc làm cha mẹ có đủ nhân đức và khôn ngoan trong việc nêu gương sáng và dạy dỗ con cái. Amen. Con đến trước tòa nữ vương uy quyền, dâng hồn dâng xác dâng cõi lòng yêu mến, phó chót nơi mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên. Hỡi Maria, xin mẹ nhận lấy tấm thân xác hồn con đến hiến dâng, quyết chi thanh hóa nhờ mẹ với mẹ, vững chi chiến đấu vì mẹ trong mẹ, nước mẹ thống trị chiến sĩ lên đường mới, xây đất vinh quang nước cha muôn đời. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, sức mạnh lớn nhất của giáo hội ngày nay ở nơi các giáo hội nhỏ bị bách hại. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta sáng 30 tháng Giêng vừa qua. Quán diễn đoạn thư gửi tín hữu Do Thái chương 11, mời gọi nhớ đến tất cả lịch sử của dân Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến các vị tử đạo. Ngài nhận định rằng, ngày nay có nhiều vị tử đạo hơn là trong những thế kỷ đầu tiên. Truyền thông không nói đến điều này vì nó không gây chú ý. Ngài mời gọi nhớ đến sự đau khổ mà các vị tử đạo phải chịu. Không có ký ức thì không có hy vọng. Chương 11 của thư gửi tín hữu Do Thái mà chúng ta nghe trong phụng vụ lời Chúa những ngày này nói về ký ức. Trên tất cả là ký ức về sự vâng lời. Ký ức về sự vâng lời của bao nhiêu người bắt đầu từ Abraham, người đã vâng phục, rời quê nhà mà không biết mình sẽ đi đâu. Đặc biệt, bài đọc 1 hôm nay nói về hai ký ức.
ký ức về những hành động vĩ đại của Thiên Chúa, được thực hiện bởi Gideon, Barak, Samson, David. Đức Thánh Cha nói, rất nhiều người đã làm những việc vĩ đại trong lịch sử của Israel. Ngài nói tiếp rằng, có một nhóm thứ ba được nhớ đến, đó là ký ức về các vị tử đạo. Các ngài là những người đã chịu đau khổ và hy sinh mạng sống như Chúa Giê-xu. Họ đã chịu đánh đòn, tra tấn, bị giết vì gươm giáo. Giáo hội thật sự là dân tộc này của Thiên Chúa. Tội lỗi nhưng vâng phục, thực hiện những điều lớn lao và cũng làm chứng về Chúa Giê-xu Ki-tô cho đến tử đạo. Ngài nói, các vị tử đạo là những người làm cho giáo hội tiến bước, là những người nâng đỡ giáo hội. Họ đã trợ giúp và ngày nay vẫn nâng đỡ giáo hội. Ngày nay có nhiều vị tử đạo hơn trong các thế kỷ đầu tiên. Truyền thông không nói đến điều này vì nó không gây chú ý. Nhưng rất nhiều Kitô hữu trên thế giới ngày nay được chúc phúc bởi vì bị bách hại, sỉ nhục, tù đầy. Có nhiều vị trong các nhà tù chỉ để vác thánh giá và tuyên xưng Chúa Giê-xu Ki-tô. Đây là vinh quang của giáo hội và sự trợ lực của chúng ta và cũng là sự khiêm hạ của chúng ta. Chúng ta là những người có tất cả. Tất cả dường như dễ dàng đối với chúng ta và nếu chúng ta thiếu điều gì thì chúng ta sẽ than vang. Nhưng chúng ta hãy nghĩ đến các anh chị em mà ngày nay nhiều hơn những thế kỷ đầu đang chịu tử đạo. Tôi không thể quên chứng tá của linh mục và nữ tu ở nhà thờ chánh tòa Tirana. Năm này qua năm khác, ở trong tù, bị cưỡng bức lao động khổ sai và bị hạ nhục. Đối với họ, nhân quyền không tồn tại. Và cả chúng ta, thật đúng và chính đáng. Chúng ta thỏa mãn khi chúng ta thấy giáo hội có một hành động vĩ đại, có sự thành công to lớn. Các Kitô hữu tỏ mình ra. Và điều này thật đẹp. Đây là sức mạnh. Đúng, nó là sức mạnh. Nhưng sức mạnh lớn nhất của giáo hội ngày nay ở nơi các giáo hội nhỏ bị bách hại. Bé nhỏ với ít ỏi dân chúng và các giám mục của họ bị giam tù. Đây là vinh quang của chúng ta ngày nay. Đây là vinh quang của chúng ta và sức mạnh của chúng ta ngày nay. Một giáo hội không có các vị tử đạo. Tôi dám nói rằng là một giáo hội không có Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha đã khẳng định như thế và mời gọi cầu nguyện cho các vị tử đạo của chúng ta đang đau khổ rất nhiều, cho các giáo hội không được tự do để diễn tả chính mình. Họ chính là niềm hy vọng của chúng ta. Ngài nhắc lại lời của văn sĩ cổ xưa đã viết, máu của các Kitô hữu, máu các vị tử đạo là hạt giống của các Kitô hữu. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc. Cùng với các vị tử đạo của họ, chứng từ của họ, với sự đau khổ của họ, và cũng trao ban hiến dân mạng sống, gieo vải các Kitô hữu cho tương lai và cho các giáo hội khác. Chúng ta dâng thánh lễ này cho các vị tử đạo của chúng ta, cho những người giờ đây đang chịu đau khổ, cho các giáo hội đau khổ, cho những người không có tự do. Và chúng ta cảm ơn Chúa đã hiện diện với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, nơi các anh chị em của chúng ta ngày nay đang làm chứng cho Ngài. Tin Vatican. Tòa Thánh lên án khủng bố tại Canada. Đức Thánh Cha Francisco mạnh mẽ lên án vụ khủng bố tại một đền thờ Hồi giáo ở Quebec City, Canada, làm cho 6 người thiệt mạng và 19 người bị thương.
Trong điện văn ngày 30 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, khi hay tin về vụ khủng bố này, Đức Thánh Cha Francisco phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa những người bị thiệt mạng và hiệp ý qua kinh nguyện với nỗi đau khổ của những người thân của họ. Ngài bày tỏ thiện cảm sâu xa với những người bị thương và gia đình họ, cũng như với tất cả những người góp phần cấp cứu. Xin Chúa ban ơn an ủi và nâng đỡ họ trong thử thách. Đức Thánh Cha mạnh mẽ tái lên án bạo lực gây ra bao nhiêu đau khổ và cầu xin Thiên Chúa ơn tôn trọng nhau và an bình. Ngài khẩn cầu phúc lành của Chúa trên các gia đình bị thử thách, cũng như tất cả những người bị thương tổn vì thảm trạng này và toàn thể mọi người dân Quebec. Mặt khác, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn cũng bày tỏ đau buồn và lên án vụ khủng bố chống lại các tín hữu Hồi giáo đang cầu nguyện. Trong thông cáo, Hội đồng Tòa Thánh khẳng định rằng, với hành động điên rồ này, người ta vi phạm sự thánh thiêng của mạng sống con người và không tôn trọng một cộng đoàn đang cầu nguyện, cũng như nơi thờ phượng. Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn mạnh mẽ lên án hành vi bạo lực chưa từng có này và muốn bày tỏ tình liên đới trọn vẹn với các tín hữu Hồi giáo ở Canada, đồng thời sốt sắng cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ. Tin Ấn Độ. Ngày càng gia tăng các vụ tấn công người Kitô giáo tại Ấn Độ. Theo tờ Guardian tại Ấn Độ, chỉ trong vòng một tuần đã có 10 vụ người Kitô giáo bị tấn công, như đốt nhà thờ, đánh đập linh mục, tu sĩ nam nữ. Bà Lisa Pierce của tổ chức Open Doors UK và Ireland, một tổ chức có mục đích bảo vệ người Kitô giáo khỏi bị bạc đãi, nói với tờ Guardian rằng có một khuôn mẫu bạo động tôn giáo ngày càng gia tăng tại Ấn Độ, ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu người Kitô giáo. Những người nhận mình là quốc giáo cố gắng cưỡng bức người khác phải theo tôn giáo đa số của mình. Và một khi dùng các biện pháp cưỡng bức mà không hoán cải được niềm tin, thì họ thường dùng tới biện pháp bạo lực. Được biết, dân số Ấn Độ là 1.27 tỷ người, trong đó 80% là Ấn Độ giáo, 14% theo Hồi giáo. Tin Bolivia. Một thiếu nữ tình nguyện người Ba Lan đang truyền giáo ở Bolivia bị giết. Helena Kamiek, 25 tuổi, người Ba Lan, đã bị giết khi đang truyền giáo tại thành phố Cochabamba, miền trung Bolivia. Helena đã được tìm thấy trong khu vực của dòng các tôi tớ Mẹ Thiên Chúa, nơi cô đang phục vụ, với nhiều vết thương trên người. Nhà cầm quyền đã bắt hai người bị tình nghi đã tấn công cô với mục đích để cướp hoặc cưỡng hiếp và sau đó giết cô. Helena vừa tốt nghiệp kỹ sư. Cô rất năng động trong giáo hội, tham gia vào chương trình truyền giáo tại các nhà ga xe lửa. Cô có một vai trò trong việc chuẩn bị Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở thành phố của cô để giúp các nhóm tình nguyện ở châu Phi. Ngày mùng 8 tháng Giêng, cô đi đến Cochabamba làm tình nguyện viên truyền giáo của các cha dòng Salvatore. Công việc của cô là giúp các nữ tu tôi tớ Đức Mẹ Vô Nhiễm trong việc quản lý trại trẻ mồ côi mới. Đức Giám mục Oruro Bolivia chia sẻ rằng, đây là một tin buồn, và chúng tôi không hiểu tại sao nó xảy ra. Chúng tôi cầu nguyện cho linh hồn của thiếu nữ tình nguyện viên được bình an và không bao giờ có việc như thế xảy ra nữa. Ngài cho biết, các thiếu nữ mới đến đó được 10 ngày và không ai biết họ. Đức cha đã ở đây 32 năm. Bolivia được xem là quốc gia yên ổn nhất trong vùng, dù rằng trong 10 năm trở lại đây, tình hình bắt đầu thay đổi.
Ngài tự hỏi, điều gì xảy ra ở Bolivia mà bây giờ có nhiều cuộc tấn công vũ trang, trộm cắp hơn, chỉ vì một chiếc điện thoại di động mà người ta giết người như thế? Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, hôm ngày 24 tháng Giêng vừa qua, nhằm ngày lễ Thánh Francisco Salesio, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 51. Chủ đề của sứ điệp là Đừng sợ, vì ta ở với ngươi, thông truyền niềm hy vọng và sự tin tưởng trong thời đại chúng ta. Sứ điệp được bắt đầu như sau. Nhờ những tiến bộ về công nghệ, việc tiếp cận các phương tiện thông tin giúp cho bao người có thể chia sẻ thông tin tức thời và phổ biến rộng rãi. Những tin tức ấy có thể tốt hay xấu, đúng hay sai. Các Kitô hữu đầu tiên đã ví tâm trí con người như chiếc cối xay liên tục. Cối xay ấy phải xác định sẽ xay cái gì, lúa tốt hay cỏ lùng. Tâm trí chúng ta luôn phải xay. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta là lựa chọn cái gì để xây. Tôi muốn gửi sứ điệp này đến tất cả những ai trong công việc chuyên môn của mình hoặc trong các mối tương quan cá nhân, giống như những chiếc máy xay ấy, hàng ngày xay ra những thông tin để cung cấp lương thực bổ dưỡng cho những người mà họ giao tiếp. Tôi muốn khuyến khích mọi người tham gia vào các loại hình truyền thông mang tính xây dựng, loại bỏ định kiến với người khác và cổ võ nền văn hóa gặp gỡ, giúp mọi người chúng ta nhìn thế giới xung quanh một cách thực tế và đầy tin tưởng. Tôi tin rằng chúng ta phải phá vỡ cái vòng luẩn quẩn của sự lo âu và phải ngăn chặn vòng xoay của nỗi sợ hãi phát xuất từ thói quen tập trú vào những thông tin xấu, chiến tranh, khủng bố, những bê bối và tất cả các loại thất bại của con người. Hẳn nhiên đây không phải là cổ võ cho những thông tin sai lạc, chẳng lưu tâm đến bi kịch đau khổ của con người, cũng không phải là lạc quan ngây thơ mù quáng với những bê bối của cái ác. Trái lại, tôi muốn rằng tất cả chúng ta hãy nỗ lực vượt qua cảm xúc bất mãn và cam chịu ấy, vốn đôi khi gây ra sự dửng dưng, sợ hãi hay ý tưởng rằng cái ác không có giới hạn. Hơn nữa, trong một hệ thống truyền thông cho rằng, thông tin tốt thì chẳng ai tin, và bi kịch nỗi đau của con người và mầu nhiệm sự dữ dễ dàng biến thành thú vui, thì chúng ta luôn bị cám dỗ ru ngủ lương tâm hoặc rơi vào bi quan thất vọng. Thế nên, tôi muốn góp phần vào việc tìm kiếm một phong cách truyền thông rộng mở và sáng tạo, một phong cách không bao giờ tìm cách làm cho cái ác trở nên hấp dẫn, nhưng tập trung vào các giải pháp và truyền cảm hứng cho người tiếp nhận thông tin đến với các thông tin một cách tích cực và có trách nhiệm. Tôi kêu gọi mọi người hãy cung cấp cho con người ngày nay những câu chuyện thực chất là những tin vui. Tin vui. Cuộc sống không đơn giản chỉ là một chuỗi các sự kiện nối tiếp nhau, nhưng là một lịch sử, một câu chuyện chờ được kể qua việc lựa chọn một lăng kính diễn dài, có thể chọn ra và thu thập các dữ liệu có liên quan nhất. Thực tại tự nó không có một ý nghĩa rõ ràng. Tất cả tùy thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận sự việc, theo lăng kính chúng ta dùng để quan sát. Nếu chúng ta thay đổi lăng kính, thực tại sẽ xuất hiện khác đi. Vậy làm thế nào chúng ta có thể bắt đầu đọc những thực tại qua các lăng kính đúng? Đối với người Kitô hữu chúng ta, lăng kính ấy chỉ có thể là tin vui, khởi đầu với tin mừng tuyệt hảo, tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa.
Với những lời này, Thánh Marco mở đầu phúc âm của Ngài, không phải bằng cách tường thuật tin vui về Chúa Giê-xu, nhưng tường thuật tin vui là chính Chúa Giê-xu. Thật vậy, đọc các trang sách phúc âm Marco, chúng ta thấy rằng, nhan đề tương ứng với nội dung, và trên hết, nội dung này là chính con người Chúa Giê-xu. Tin vui này là chính Chúa Giê-xu, không phải vui vì không dính dáng gì tới đau khổ, nhưng vì chính đau khổ đã được sống trong một khung cảnh rộng lớn hơn, như một phần thiết yếu của tình yêu của Chúa Giê-xu đối với Chúa Cha và với cả nhân loại. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã bày tỏ sự liên đới với mọi hoàn cảnh của con người. Ngài đã nói với chúng ta rằng, chúng ta không đơn côi, vì chúng ta có một người cha luôn lưu tâm đến con cái mình. Đừng sợ, vì ta ở với ngươi. Đây là những lời đầy an ủi của một Thiên Chúa, dìm mình vào lịch sử của dân Ngài. Trong con yêu dấu của Ngài, lời hứa này của Thiên Chúa, ta ở với ngươi, đảm nhận mọi nỗi yếu đuối của chúng ta, kể cả chết với cái chết của chúng ta. Trong Đức Kitô, ngay cả bóng tối và cái chết cũng trở thành nơi gặp gỡ ánh sáng và sự sống. Hy vọng bừng lên, một niềm hy vọng ai cũng có thể chạm đến, ngay tại nơi cuộc sống gặp thất bại cay đắng. Niềm hy vọng ấy không làm chúng ta thất vọng, vì tình yêu của Thiên Chúa đã được tuôn đổ vào lòng chúng ta, và làm cho cuộc sống mới nở hoa, như một chồi non mọc lên từ hạt giống rơi xuống. Khi nhìn trong ánh sáng này, mọi bi kịch mới xảy ra trong lịch sử thế giới cũng có thể trở thành một bối cảnh cho tin vui, vì tình yêu luôn tìm ra cách để đến gần và khơi gợi những tấm lòng chân thành, những khuôn mặt quả quyết và những bàn tay sẵn sàng dựng xây. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tờ sự trình bày phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 51, có chủ đề Đừng sợ, vì ta ở với ngươi, thông truyền niềm hy vọng và sự tin tưởng trong thời đại chúng ta. Sứ điệp được ban hành hôm 24 tháng Giêng vừa qua, nhằm ngày lễ Thánh Francisco Salesio. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của sứ điệp này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin cũng do Đức Duy phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề Chúa dựng nên ma quỷ hồi nào. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu câu hỏi, Satan được hiểu theo nghĩa là đối thủ của con người thì nó được tạo dựng từ hồi nào. Trong lần phát thanh này, chúng ta tìm nhau tìm hiểu câu hỏi, còn nếu hiểu Satan theo nghĩa là đối thủ của chính Thiên Chúa, thì hắn được dựng nên vào lúc nào? Quý vị và các bạn thân mến, câu hỏi này vừa dễ vừa khó trả lời. Nó dễ trả lời theo nghĩa là Thiên Chúa không thể nào dựng lên một đối thủ của mình được. Thiên Chúa là sự thiện tuyệt đối, Thiên Chúa không thể nào dựng lên sự ác được. Nếu mà Thiên Chúa tốt lành
mà lại dựng nên sự ác, thì chẳng khác nào tự hủy diệt mình. Nhưng mà đến đây, chúng ta lại thấy câu trả lời trở nên khó khăn. Nếu Satan không do Chúa tạo dựng, thì do ai dựng lên? Lịch sử thần học đã ghi nhận ba câu trả lời khác nhau. Câu trả lời thứ nhất của phái nhị nguyên. Nhị nguyên có nghĩa là hai nguyên ủy. Ngay từ muôn thuở đã có hai nguyên ủy thiện với ác đối lập với nhau. Ta gọi Thiên Chúa là nguyên ủy của sự thiện, còn Satan là nguyên ủy của sự ác. Hai nguyên ủy ấy là đầu mối của mọi sự thiện và ác ở trên đời này. Loài người chúng ta là nạn nhân của cuộc giao tranh giữa hai lực lượng đó. Và như tục ngữ đã nói, trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết. Thuyết nhị nguyên bắt đầu từ Ba Tư và đã ảnh hưởng trên các thuyết Manichae thời các giáo phụ, thuyết Albigense thời Trung Cổ. Câu trả lời thứ hai thì chối phăng sự hiện hữu của ma quỷ. Theo họ, ma quỷ chỉ là hình ảnh biểu tượng của sự dữ. Sự dữ không phải là một thực thể hiện hữu, nhưng nó nằm ở trong chính lòng dạ của con người. Chính con người phạm tội và là đầu mối của mọi sự gian ác trên đời này, bóc lột, hận thù, chiến tranh, vân vân. Con người cần phải lãnh trách nhiệm của mình, chứ không nên đổ lỗi cho ma quỷ, bởi chẳng có ma quỷ nào hết. Phải nhận rằng, thuyết này có phần đúng của nó, và các nhà chú giải kinh thánh cũng gặp khó khăn khi đứng trước một vài đoạn kinh thánh. Một thí dụ cụ thể là quyển sách ông Gióp. Ngày nay, các nhà chú giải xếp nó vào loại sách khôn ngoan, chứ không phải vào loại sách lịch sử. Nói khác đi, ông Gióp không phải là một nhân vật lịch sử, nhưng chỉ là một nhân vật điển hình, suy tư về nguồn gốc của đau khổ trên đời này. Tác phẩm không thuộc thể văn lịch sử, vì vậy mà vai trò của Satan xuất hiện ở những chương đầu cuốn sách cũng chỉ là nhân vật văn chương mà thôi. Câu trả lời thứ ba cho rằng, Thiên Chúa không dựng nên ma quỷ. Thiên Chúa chỉ dựng nên các thiên thần tốt lành. Nhưng do sự sa ngã, các thiên thần đã trở thành ma quỷ. Đây là giáo huấn của Hội Thánh, được định tín tại Công đồng Laterano thứ 4, năm 1215, chống lại thuyết nhị nguyên của nhóm Albigense. Công đồng không đi xa hơn. Thế nhưng, các nhà thần học cũng như nhân dân ưa tò mò, muốn biết thêm các thiên thần đã phạm tội gì vậy. Thời các giáo phụ, đã có người cho rằng họ phạm tội dâm dục, ra đây như là tội này khủng khiếp nhất trên đời này. Tuy nhiên, từ thế kỷ thứ tư trở đi, các giáo phụ đều nhất trí rằng họ đã phạm tội kiêu ngạo. Nhưng mà kiêu ngạo như thế nào? Đến đây, các nhà thần học lại đưa ra nhiều ý kiến. Có người cho rằng Lucifer thấy mình sáng láng quá, cho nên đâm ra kiêu ngạo, không chịu phục tùng Thiên Chúa, và đã lôi kéo một số đồng nghiệp theo mình. Trên đây, tôi đã nói với quý vị là tên Lucifer được dùng trong Cựu Ước để ám chỉ vua Babylon, chứ chẳng phải là tướng quỷ nào hết. Một ý kiến nữa thì cho rằng, khi Thiên Chúa ngỏ ý cho ngôi hai xuống thế làm người, thì một số thiên thần đã nổi lên phản đối, bởi vì, như vậy, họ phải phụng thờ một con người thuộc hàng thấp kém hơn họ. Thực ra, như quý vị có thể đoán được, tất cả đều là giả thuyết, chứ không dựa trên bằng cớ nào hết. Và giáo hội cũng chẳng tuyên bố gì về điều này. Thiết tưởng, có một điều đáng cho chúng ta phải suy nghĩ hơn, đó là tại sao các thiên thần lại có thể sa ngã phạm tội được? Loài người chúng ta phạm tội là tại vì u mê dốt nát, không biết đâu là đường ngay nẻo chính, vì thế mà đâm ra làm bậy. Còn các thiên thần thông minh sáng suốt, đã biết rõ đâu là sự thực, đâu là hạnh phúc chân chính, thế mà còn phạm tội được thì quả thực là lạ. Dù sao,
Đây là cả một mầu nhiệm của tự do mà Thiên Chúa đã muốn tôn trọng. Ngài tôn trọng ý chí tự do của thiên thần, cũng như Ngài tôn trọng ý chí tự do của con người, kể cả tự do khước từ Đấng đã dựng nên mình. Tóm lại, Thiên Chúa không dựng nên ma quỷ, nhưng Ngài chỉ dựng nên thiên thần, và vì tội lỗi, họ trở thành ma quỷ. Nhưng chúng ta không thể nào biết được Thiên Chúa đã dựng nên các thiên thần lúc nào. Mặt khác, chúng ta cũng đừng trút tất cả trách nhiệm cho ma quỷ. Đừng đổ tội cho ma quỷ về những hành vi xấu xa mà chúng ta đã làm. Không phải trăm tội tại quỷ đâu. Tội bắt nguồn ngay từ thâm tâm ích kỷ của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tạm khép lại câu hỏi, Chúa dựng nên ma quỷ hồi nào? Chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục này vào lần phát tới, với một vấn đề khác, đó là, có phải ma quỷ sẽ trở lại không? Mong quý vị và các bạn đón nghe. Người tranh vinh vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu loạt bài Hôn nhân là con đường nên thánh trong câu chuyện gia đình hàng tuần. Và chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục trong câu chuyện gia đình tuần này là 15 giới răn hay quy luật để giải quyết các vấn đề trong đời sống vợ chồng. Quy luật đầu tiên và cơ bản nhất trong việc giải quyết các vấn đề trong quan hệ vợ chồng là cần phải biết lúc nào nên đưa ra bàn cãi và lúc nào nên xếp lại. Sau đây là những câu hỏi mà vợ chồng nên tự đặt ra cho mình để biết lúc nào cần phải tranh cãi và lúc nào nên xếp lại trước khi vấn đề nổ ra. Đây có phải là chuyện đang ngăn trở bạn thực hiện những giá trị hay mục đích mà Chúa đã mời gọi bạn đeo đuổi không? Hay đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt, làm giảm bớt đi một chút trong cuộc sống thư thái bình an của bạn? Nếu đây chỉ là một chuyện nhỏ, bạn hãy tự hỏi, bạn có muốn xem đây như một dịp để trút bỏ sự giận dữ của bạn lên người phối ngẫu không? Nếu quả đây chỉ là một chuyện nhỏ, bạn hãy nín thở, nuốt lấy tự ái và tha cho bạn và người phối ngẫu của bạn những sự căng thẳng không cần thiết. Đây là cơ hội quý báu để tập sự nhẫn nhục và ơn khôn ngoan được phú bẩm cho bạn khi chịu phép rửa. Hơn nữa, mỗi lần bạn lớn tiếng cãi cọ, bạn đã rút đi một phần
khỏi tài khoản cảm xúc của bạn. Bạn nên chi tiêu nó một cách khôn khéo. Hãy tập nhẫn nhục, để ngày càng trở nên một con người biết yêu thương, chấp nhận, giống như Chúa Kitô. Nếu Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu đã có thể cư xử như thế, thì bạn cũng có thể làm được. Nếu quả thật, cuộc tranh cãi là một thách đố do những ước mơ, mục đích hay những giá trị mà Chúa mời gọi bạn thực thi, lúc đó bạn cần bình tĩnh, tìm thời giờ và ngồi xuống với người phối ngẫu. Đến đây, chúng tôi xin được đề ra quy luật thứ hai, là cần phải bắt đầu với một mục đích rõ ràng trong đầu. Có ai khởi đầu một phiên họp mà không có một chương trình nghị sự và cũng không biết sẽ đi về đâu không? Chắc chắn là không. Cũng thế, không có cặp vợ chồng nào bắt đầu ngồi lại với nhau để nói chuyện nghiêm chỉnh mà không biết mình sẽ nói về chuyện gì và sẽ đạt đến mục đích gì. Trong thực tế, có biết bao nhiêu cặp vợ chồng ngồi lại để giải quyết những vấn đề trong quan hệ vợ chồng mà không nắm bắt được mục đích nào cả. Họ không có một chương trình nghị sự nào trong việc giải quyết vấn đề, ngoài ý muốn trút bỏ cơn giận, nỗi đau của mình lên người phối ngẫu và xem người phối ngẫu như một tội phạm. Cho dẫu họ có thành công trong việc bày tỏ nỗi đau của mình và luận tội người phối ngẫu, câu chuyện giữa họ sẽ chẳng đưa đến một kết thúc tốt đẹp nào. Để có thể có được một cuộc tranh cãi có hiệu quả, cần phải có một mục đích rõ ràng trong đầu. Nói cách khác, bạn cần phải biết mục đích mà bạn muốn đạt tới khi bắt đầu cuộc thảo luận. Trước khi bạn mở miệng để nói ra một lời ngu xuẩn, bạn hãy bình tĩnh lại để trả lời cho những câu hỏi sau đây. Đâu là điều tôi cần biết từ người phối ngẫu của tôi để tôi cảm thấy dễ chịu hơn về vấn đề này? Đâu là điều mà tôi nghĩ là cần phải xảy ra để chúng tôi có thể tránh được vấn đề trong tương lai? Đâu là những thay đổi mà tôi sẽ có được để giải quyết vấn đề? Tôi có sẵn sàng giúp đỡ người phối ngẫu của tôi thay đổi không, nếu người đó quyết định thay đổi? Chỉ khi nào bạn trả lời được những câu hỏi tổng quát trên đây, bạn mới có thể bắt đầu một cuộc tranh cãi để giải quyết vấn đề trong quan hệ vợ chồng. Quy luật thứ ba giúp giải quyết vấn đề trong quan hệ vợ chồng là hãy suy nghĩ một cách tích cực. Một lúc nào đó trong đời sống vợ chồng, tất cả chúng ta đều nghĩ rằng người phối ngẫu của chúng ta không hiểu chúng ta và không yêu chúng ta, nhất là mỗi khi có cãi cọ giữa hai người. Thật ra trước hết chúng ta phải tin rằng người phối ngẫu của chúng ta yêu thương chúng ta, và chính vì vậy mà trong hầu như mọi trường hợp họ làm tổn thương chúng ta mà không hề có chủ ý. Hầu như bất cứ một sự tổn thương nào mà chúng ta phải chịu đều là kết quả của một sự hiểu lầm hoặc là do bị ức chế vì thiếu sót của chính chúng ta. Cho dẫu khi người phối ngẫu của chúng ta có cố tình làm tổn thương chúng ta đi nữa, thì cũng chỉ vì họ không tìm được một cách hợp lý nào hơn để đến với chúng ta mà thôi. Đối lại với một thái độ như thế, chúng ta cần phải cư xử một cách khoan dung như chính Chúa Giêsu. Hơn nữa, dù có ích kỷ đến đâu, không có người phối ngẫu nào cố tình làm tổn thương chúng ta, bởi vì họ biết hay tin rằng chúng ta sẽ ăn miếng trả miếng và có thể làm tổn thương họ lại. Khi hai người cùng chung sống dưới một mái nhà,
Nếu một người không hạnh phúc, thì người khác cũng chẳng tài nào hạnh phúc. Như thế, khi chúng ta bị người phối ngẫu làm tổn thương, chúng ta cần phải nghĩ rằng người phối ngẫu không hề có chủ ý. Chúng ta cần phải tập luyện để nghĩ và đáp trả như thế nào, như thể người phối ngẫu của chúng ta luôn có thiện chí muốn hiểu chúng ta. Thật ra, có thể chúng ta là người suy nghĩ chưa thấu đáo. Các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng nguyên nhân dẫn đến bệnh tâm thần và sự suy đồi trong quan hệ vợ chồng thường là do suy nghĩ nông cạn của hai người phối ngẫu. Như vậy, mỗi khi bị người phối ngẫu làm tổn thương, bạn hãy nghĩ rằng rất có thể bạn hiểu lầm người phối ngẫu của bạn, hoặc người đó có lý do để hành động như thế. Phản ứng của người phối ngẫu của bạn rất có thể là một thông tin về chính con người của bạn, một thứ thông tin mà người đó muốn cung cấp cho bạn, mặc dù lại làm một cách vụng về hay thiếu tế nhị. Suy nghĩ một cách tích cực như thế sẽ giúp bạn tránh được những cuộc tranh cãi hay cãi cọ vô ích trong quan hệ vợ chồng vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với công danh trong những phút cầu nguyện. Làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Có những bất ngờ làm con hát vang, có những bất ngờ lòng con nát tan. Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con, nhưng tâm con vẫn còn bao nặng nề, bao lắng lo, bao giằng co trong đời. Nếu tâm hồn con an bình trong sáng, ngày Chúa đến ôi hoan lạc biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Sáng nay mẹ làm gì? Tôi cầu nguyện. Bắt đầu từ mấy giờ? 4:30. Và sau khi cầu nguyện, chúng tôi tiếp tục cố gắng cầu nguyện qua công việc bằng cách làm những công việc đó với Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu và cho Chúa Giêsu. Điều này giúp chúng tôi đặt cả trái tim và tâm hồn mình vào công việc đang làm.
những người đang hấp hối, những người đang co quắp, những người bệnh tâm thần, những người bị bỏ rơi, những người không được yêu thương, họ là Chúa Giêsu cải trang. Trên đây là những dòng chia sẻ của mẹ Teresa Calcutta, trả lời cho một cuộc phỏng vấn được đăng trên tạp chí Time số đầu tháng 12 năm 1989. Thật sự, con tim của mỗi chúng ta sẽ hằng luôn thao thức, một khi chúng ta còn phải chứng kiến những cảnh đau thương, chia rẽ diễn ra trong cuộc sống thường ngày. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn vào những thực trạng đen tối của cái ác trong thế giới hôm nay, chiến tranh, loạn lạc, bắt bớ, thiên tai, thật khó cho chúng ta là những con người có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước những gì mà tha nhân của chúng ta đang trải qua. Những điều đó khơi gợi lên trong con tim của mỗi chúng ta một sự đau đớn và chua xót. Quả vậy, chẳng ai trong chúng ta có thể vui mừng cho được khi nhìn thấy những đứa trẻ nơi đất nước Syria đang ngày đêm phải gánh chịu những làn bom đạn của chiến tranh. Chúng chỉ là những đứa trẻ đơn sơ, nhỏ bé và vô tội. Chúng cần được một môi trường bình an, thương yêu và che chở. Hay chúng ta làm sao có thể thụ hưởng sự vui mừng của năm mới, trong khi biết bao con người đang phải vật vã, loay hoay trước sự thiếu thốn, nghèo đói của họ. Cái ác hầu như đang hiện diện khắp mọi nơi, và với một cường lực ngày càng mãnh liệt. Cuộc sống luôn tồn tại hai mặt, có cái tốt, ắt cũng tồn tại cái xấu hay cái ác. Đây là những điều mà con người thụ tạo của chúng ta chỉ có thể chấp nhận. Đây là những điều mầu nhiệm, và do đó, nó hoàn toàn vượt lên trí hiểu của chúng ta. Không ai có thể giải thích được sự mầu nhiệm về cái ác. Vậy làm sao chúng ta có thể đối diện được với chúng? Thưa, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện và phó thác trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa mà thôi. Trong lời kêu gọi hòa bình của Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Francisco Assisi vào thứ Ba ngày 20 tháng 9 năm 2016, Ngài đã nói, không gì là không thể nếu chúng ta trở về với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện. Mỗi người chúng ta đều có thể trở nên những người kiến tạo hòa bình. Qua cuộc gặp gỡ tại Assisi, chúng ta hãy quyết tâm đổi mới những cam kết của chúng ta để có thể trở nên những con người biết dấn thân không ngừng trong việc kiến tạo hòa bình, nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa cùng với tất cả những ai có tâm hồn thiện chí. Chỉ thông qua cầu nguyện, chúng ta mới thấy được tiếng nói đích thực của con tim. Qua cầu nguyện, chúng ta sẽ tìm thấy một sự gợi mở để trả lời cho câu hỏi mầu nhiệm về cái ác. Cầu nguyện là con đường dẫn chúng ta tới nguồn mạch vô tận của Thiên Chúa, là đấng hằng sống và nhân ái vô cùng. Cầu nguyện mang đến cho chúng ta một nền tảng vững chắc để xây dựng và canh tân những mối liên hệ khác trong cuộc sống. Và chính cầu nguyện sẽ giúp chúng ta từng bước khám phá, tìm đến chân lý và sự hạnh phúc viên mãn. Lạy Chúa, chúng con là những con người nhỏ bé, bất toàn. Mọi ơn lành của Chúa ban cho chúng con hôm nay luôn phát xuất bởi lòng thương xót của Ngài. Nếu không có Chúa, cuộc sống của chúng con sẽ chẳng là gì. Xin Chúa ban thêm lòng mến cho chúng con, để chúng con đừng chỉ khép kín trong những hạnh phúc Chúa ban tặng, nhưng để chúng con biết rộng lòng chia sẻ và giúp đỡ cho những người anh chị em đang gặp khó khăn hơn chúng con. Amen. Xin cho con tim tôi luôn luôn rộng mở.
đem yêu thương an vui cho ai cần tới, cho đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón, biết ui an ai đang u. Xin cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói, cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhau khó rồi chiều nào đi trên phố. Tâm làm lỡ. Xin cho con tim tôi luôn luôn rộng mở, đem yêu thương an vui cho ai cần tới, cho đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón, yên vui an ai đang cầu. Xin cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói, cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó rồi chiều đào đi trên phố, bác đã xe đang ngồi lo, một bầy con đang nheo nhóc. Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.